Chào mừng các bạn đã đến với phần 3 của review Mr. Best. Thì phần này thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một loài bò sát mà phải nói là rất là được giới trẻ của Việt Nam hiện tại ưa thích, vì cái kích thước nhỏ gọn, màu sắc phải gọi là rất là bắt mắt. Nhưng mà đối với một số người thì cái dòng thú cưng này nó lại gây một cái sự phản cảm rất là lớn. Thì đó là dòng thú cưng gì? Thì mình và anh Hoàng sẽ cùng các bạn khám phá. Ok, xin mời các bạn qua bên đây. Anh Hoàng có thể giới thiệu những cái bé Best của mình đang có trên đây không? Tại vì quốc cái tới đột xuất của mình đang dọn lại chỗ á, mình chưa có sắp xếp ngăn nắp, các bạn thông cảm nha. Dạ rồi. Thì hiện tại thì đây là khu vực nuôi rắn của mình. Dạ. Toàn bộ là rắn ngoại nhập hết, chứ không mình không có chơi rắn Việt các bạn. Mình không có nuôi rắn Việt. Dạ. Thì rắn và chăn thôi. Chăn cũng là chăn ngoại. Thì đây là có dòng ba dòng chính thôi. Mình có là Mule Snack, Corn Snack và King Snack. Dạ. Mình chỉ ba tập trung ba dòng đó. Rồi, bây giờ mình giới thiệu dòng nào trước ạ? Đây là con King Snack Black and White. Bé này thì đã được 1 năm tuổi rồi, nuôi từ baby lên. Dạ. À. Đây là dòng King Snack, cái đầu nó sẽ rất là bự và nó tính nó cũng khá là tăng động. Yeah. Thì dòng này các bạn nhìn các bạn giống như con cặp Nia, nhưng mà nó không có phải là con cặp Nia độc của bên nước mình Việt Nam mình, mà nó là con King Snack mà không có độc nha các bạn, hoàn toàn không độc, cho nên các bạn yên tâm mà chơi. Con này mắc size nó có thể đạt từ 1m2 tới 1m3 là chuyện bình thường. Yeah. Thì mình set cái hộp nuôi là mình set như thế nào anh? Để mình cho các bạn coi nó không có độc, chứ có độc là mình không chơi nha các bạn. Toàn bộ rắn mình là không có độc, rất là hiền luôn. Ừ. Thì setup thì anh đây setup là ở trên là anh lót một tờ báo, một chén nước cho bé uống. Dạ. Và dưới thì anh lót một gỗ dâm bào á, nhưng mà cái này đã anh xử lý rồi chứ không phải mua về xà liền. Dạ. Xử lý bụi, xử lý mùi tất cả đó. Đây là dòng rắn, nếu mà con này mình nói các bạn nghe là nếu mà ông bà chúng ta ở Việt Nam á thấy thì sẽ nói là con cặp Nia, và gọi là xác định nó là một con rắn độc. Dạ. Thì sẽ đập nó ngay, nhưng mà thật sự nó là không phải. Đây là dòng rắn ngoại nhập 100% các bạn, là dòng rắn vua không độc. Dạ. Dòng rắn kiển nó được phát triển ở Mỹ nó rất là nhiều rồi, ở những nước phát triển như là Mỹ nè, Trung Quốc nè, cả Nhật người ta vẫn chơi bình thường. Thì cái dòng này mình cho thường thì rắn thì mình cho ăn gì anh? Bé này của mình thì đã được 7x rồi, thì mình cho nó ăn được chim cút, babi, rồi chuột nhỏ. Nó là những món ăn yêu thích của nó. Yeah. Rất là đẹp các bạn, mà rất là mềm luôn. Không có thể thờ thử. Yeah. Đó, em cứ cho các bạn cảm nhận như thế nào. Yeah. Này lần đầu tiên mình cầm một bé rắn King Snack nha các bạn. Thấy nó mềm ha. Dạ. Cũng đâu có tới nỗi nào là giảm mang đâu đúng không? Dạ. Cũng thân thiện. Đó. Thì nó rất là nhiều màu luôn. Dòng King Snack thì trên thế giới các breeder ở các nước phát triển mạnh như là Mỹ và Trung Quốc thì ta đã phát triển rất là nhiều màu rồi. Có màu đen tuyền, Cali, con này là gọi là Black and White Cali King. Dạ. Có thì là King Snack rồi Chip rồi tùm lum hết. Nó rất là nhiều. Bây giờ dòng rắn này thì rất là nhiều màu các bạn, chơi hoài chắc không nghĩ là các picker cứ tạo ra dòng mới hoài thì sẽ chơi hoài chắc cũng không hết. Yeah. Thì đây là dòng rắn King, còn mình sẽ để đây cho các bạn xem tiếp là cái dòng rắn rắn ngô. Đây là bé ngô, đây là dòng rắn ngô, cũng là một dòng rắn rất là hiền luôn. So với King thì rắn ngô nó hiền hơn rắn King. Nhưng King Snack thì nó cọc tính, trong chuồng nó có hơi cọc một chút. Yeah. Nhưng con rắn ngô thì nó sẽ đầm tính hơn. Nó không có cắn sản. Đây là dòng rắn ngô, bé này là bé ngô normal, mọc normal. Dòng rắn của Mỹ. Thì dòng rắn ngô này nói về mọc của nó thì màu sắc nó rất là nhiều luôn các bạn. Hiện tại thì các breeder của Mỹ người ta phát triển con này rất là gớm rồi. Người ta lai hybrid giữa dòng rắn ngô, rắn King, rắn Mule với nhau. Yeah. Ra màu sắc rất là sặc sỡ. Đây là con rắn normal, rắn ngô một normal ngoài thiên nhiên là nó ra màu dẻ các bạn. Đó. Con size này thì mình sẽ cho ăn cái gì là sẽ thích hợp anh? Trọng lượng của con mồi thì mình cho nó ăn 1/10. Thí dụ như con này là 200g. Dạ. Thì mình cho ăn
con mồi khoảng 20 gram. Dạ. Là thích hợp, và một tuần mình cho ăn một lần, chỉ như vậy thôi. Dạ. Nó khác với con chăn, con dạ. chăn ví dụ như là 6 kg thì bạn muốn con chăn nó phát triển tốt á, nhân đất á, dạ. thì muốn phát triển tốt thì bạn phải ăn 1/3 của nó, nghĩa là 2 kg. Dạ. Thì một tháng nó sẽ ăn một lần. Dạ. Ăn kiểu đó thì sẽ ăn một tháng ăn một lần, tùy cách ăn. Chăn dạ. thì nó cách ăn nó khác, còn rắn thì cách ăn nó khác. Đây là dòng rắn ngô. Và dòng thứ ba là một cái dòng rắn mà phải nói là mê hoặc người chơi, tại vì nó màu sắc nó rất là sặc sỡ luôn, bản chất của con rắn nó rất là sặc sỡ, nó quậy quá. Đây các bạn, đây là con rắn miêu, miêu snake. Đây là dòng rắn cái độ, cái tính của nó thì rất là nhát. Trong ba dòng thì con rắn miêu snake cái là nó nhát nhất. Con này là Aminotang Honduras. Cái mắt size của nó có thể lên tới 1m2 đến 1m8 là chuyện bình thường. Đó, con này là dạng như là mới vào bước vào lớp 1 đó các bạn. Yeah. Nó còn khá là nhỏ. Con này khoảng 80 xăng thôi. Yeah. Đó. Các bạn thấy giống như viên kẹo rồi phải không ạ? Đó, rắn ngô thì rất là nhiều màu luôn các bạn. Đây là một trong những đặc trưng màu đó thôi. Thì ba dòng đây là mình chơi ba dòng này chủ yếu. Còn mình giới thiệu nữa các bạn, đây là cũng là một dòng rắn Mew Snake. Đây, con này gọi là mọt nó là Halloween. Yeah. Mew Snake ngâm mình trong nước đúng không? Rồi, thích thì nó ngâm thôi, không sao hết. Yeah. Các bạn thấy màu sắc nó rất là sặc sỡ đúng không ạ? Nó không hoàn toàn không có độc nha các bạn. Nó tựa tựa giống như là rắn san hô, một loài rắn độc của Mỹ, nhưng mà nó không phải. Tại cái màu sắc nó na ná với nhau giúp cho kẻ thù, nó chạy trốn những cái kẻ thù của nó. Kẻ thù thấy nó tưởng nó là rắn san hô chứ không dám tấn công nó. Nó một cách ngụy trang. Thường thì mình cái liều lượng mình cho ăn thì là khoảng bao lâu mình sẽ cho ăn một lần? Bên anh thì anh cho một tuần ăn một lần. Rắn lớn rắn nhỏ thì anh cũng cho một tuần. Cái rắn lớn thì có thể là tuần hoặc là 10 ngày. Người ta số là anh cho một tuần ăn lần thôi. Yeah. Cho nó đúng chuẩn. Đây là cũng dòng rắn đây, đây là dòng rắn rắn sữa. Con này là Hypocotylacetos. Cái màu của nó là sáng hơn, cho nó được là Hypo. Con này màu sắc rất là kinh dị các bạn. Nếu những người mà sợ rắn mà gặp con này là chắc chắn là quéo càng luôn các bạn. Nhưng mà nó hoàn toàn không có độc và rất rất là hiền và nhát lắm. Cái dòng miêu nó nhát. Thường thì mình nuôi là mình nuôi có cần phải nuôi chỗ tối hay là nuôi chỗ nuôi bình thường thôi em. Dạ. Mình nuôi chỗ tối thì càng tốt. Không cần phơi nắng nha. Dạ. Không cần phơi nắng, không cần phận sử, tại vì thời tiết tại Sài Gòn cũng là ok rồi, nóng rồi. Nóng hơn nữa. Dạ. Tiếp theo đây là con đây. À đây mình một cái dòng rắn mà mình mới phát triển sau này thôi, mới sưu tập được, đó là con Hosnoi. Con này là Albino Hosnoi các bạn. Con này là gần 400 gram rồi. Mình sẽ dọn chuồng nó luôn, sẵn giờ quá mình dọn luôn. Cái đầu bạn đây là dòng rắn mà cũng là một dòng rắn đặc hữu của Mỹ luôn các bạn. Cái gì mà dính tới nước Mỹ là hình như là được phát triển rất là dữ luôn các bạn. Ui. Đó, dòng rắn bản địa của Mỹ, Hosnoi. Đó là gọi là rắn mũi heo, có mũi như con heo rồi các bạn. Bé này của mình đã được 400 mấy gram rồi. Đó, rất là cute. Hiện tại thì mình đang rất là mê cái dòng rắn này, mình đang muốn được sưu tập được nhiều mọt của dòng rắn này. Mình đang cố gắng tìm và đem về. Khá là khó khăn trong cái việc này. Tại vì hôm nay, tại buổi năm nay quá dịch. Dịch quá dịch rồi, Covid-19 mà. Thường thì cái dòng rắn này thì mình sẽ cho ăn cái gì em? Cũng như bình thường thôi. Chim cút nè, cút baby nè, rồi chuột nè. Nó hai thức ăn phổ biến của nó. Dạ. Đây là đây mình cho các bạn coi con rắn baby. Dạ. Đây là con rắn baby Hosnoi Albino baby. Này các bạn. Đó. Thấy ghê không? Con này đã được 1 tháng tuổi rồi á. Mà nó có như đây à. Quéo quéo luôn, nhỏ xíu xíu luôn các bạn.
đó, so với con bự chà bá kia các bạn thấy đó, con này nó khoảng 10 gram, con kia 400 gram, gấp là 400 lần, 40 lần chứ hả, 40 lần, sorry các bạn, 40 lần hả, sự chênh lệch rất là lớn. Nhưng mà nó ăn thì nó sẽ lên gram rất là lẹ. Đó mình sẽ giới thiệu sơ các bạn. Đây là con tiếp tục các bạn. Đây là con rắn mew. Cũng là dòng rắn mew, mew snake. Đây là con ghost anery mew snake. Cái này chuẩn bị lột các bạn thấy nó đục đục. Mắt nó đâu có đục hả các bạn. Đó. Con này mắt size nó khoảng một cái mấy lận. Khá là to các bạn. Mình sẽ cho các bạn coi một con rắn mew size trưởng thành. Tại vì dòng Honduras á, mew thì có dòng Honduras là size nó rất là to. Nó khoảng được 1m8, con này cũng là Ghost Honduras. Nó cũng size khi trưởng thành nó khoảng 1m8, 1m5, 1m8 là chuyện bình thường. Đây mình sẽ cho các bạn coi. Wow. Đây các bạn, đây con này cũng chuẩn bị lột nữa rồi. Rất là to. Đó, con này của mình khoảng 1m5 rồi các bạn. Đây mình sẽ cầm ra cho các bạn coi được cái chiều dài của nó đang lột. Con này sẽ nhét. Sẽ con nó lột nó sẽ nhét con quản. Các bạn coi. Trời ơi con dưới. Ui cha nó ỉa. Oh my. Xin thay luôn các bạn. Rất là đơn giản các bạn ha. Rồi. Đây cho bạn coi chiều dài của nó. Wow. Con này 1 mét mấy anh? Khoảng 1 mét rưỡi, anh cao 1 mét 7. Con này nó từ đây đến đây là khoảng 1 mét rưỡi hơn đúng không ạ? Đó, đây là con rắn mew snake Honduras. Kích thước này thì có thể đạt được kích thước size là size sinh sản các bạn. Các bạn có thể con này có thể ghép để con albino Honduras kia để ra lại cái dòng, nó sẽ ra lại con này head albino. Rất là phê các bạn. Màu sắc rất đẹp. Các bạn mê dòng rắn to, màu sắc sặc sỡ, tính tình tương đối hiền lành. Thì nó lâu nó đói vẫn táp nha các bạn, tại vì nó là động vật mà không có não. Có nghĩa là não rất là nhỏ chứ không phải là trong bộ não nó không phải là không có não mà là nó quá nhỏ. Chó mèo các bạn nuôi vẫn cắn các bạn mà. Thì đối con rắn thì nó đâu biết suy nghĩ. Thì nó vẫn phải cắn thôi, lâu lâu vẫn táp nhưng mà không có độc nha các bạn. Cho nên không có ảnh hưởng gì hết. Đây là dòng rắn mew, dòng rắn bản địa của nước Mỹ nữa các bạn. Rất đẹp. Chắc em cầm đây, đây em cầm thử. Mát lạnh. Cái này tối ôm ngủ luôn nha các bạn. Bao mát lạnh. Con này mà nuôi là chắc khỏi tốn tiền mua máy lạnh luôn. Da nó lúc nào cũng mát lạnh. Nhưng mà thường rắn này mà mình chắc không có nuôi chung với nhau được đúng không? Thường thì không nuôi chung. Mình nuôi riêng, khi nào mình bắt cặp á, mình ghép á thì mình cho nó vô được cái nuôi chung để nó vô nó phối thôi. Còn không mình nuôi mỗi con mỗi chỗ. Tại rắn thì nó cũng ít loài nó sống cộng đồng. Có một số loài nó sống cộng đồng với nhau, khi mà ngủ đông nó chung vô một chỗ để ngủ đông. Còn cái này thì đa số thì nó sống riêng. Khi tới mùa sinh sản thì con cái tiết ra cái hóc môn để con đực tìm tới. Đánh hơi tìm tới và phối. Cho nên mình nuôi riêng là tốt nhất. Đây là dòng rắn mew. Thì cái dòng rắn kinh ở đây á, mình có con mắt sai để cho các bạn coi. Dĩ dường trọng thái các bạn coi con black and white á, là con nó chưa đạt được mắt sai các bạn ha. Đây là con mắt sai và con này là albino lavender calikin. Đây là con rắn mắt sai, con này là con cái. Đó. Albino là dòng mắt này rắn nó sẽ mắt đỏ các bạn. Thấy cái đầu đó không? Y như con rắn hổ mang.
Lúc mà chưa có phình ra. Đúng rồi, chưa có phình ra. Cái đầu nó rất là to. Cho nên người ta thích kinh là ở cái đầu của nó to, rất là to so với con rắn ngô. Cái con rắn ngô nó đầu nhỏ xíu à. Đây, để mình thử cân con bé này của mình là bao nhiêu ký. Chắc không được mà bao nhiêu đâu, khoảng chừng nửa ký đổ lại các bạn. Các bạn qua đây xem cân nặng của một bé King Snack size to. Cái này là 400g các bạn ha. Mình sẽ bỏ bé này vô. Cái này là 1 ký rưỡi. Không có, 1 ký 3 đi. Ký 3 trừ cái này 9 lạng các bạn. Bé này được 9 lạng. Thì cái con Amino Calikin Lavender King Snack này thì nó max size của nó khá nhỏ so với con Black and White. Black and White nó tới 1m2, 1m3 chị bình thường. Con này nó khoảng 1m1 thôi. Con này thì mình được một người anh chia lại, con này là 4-5 tuổi rồi. Nó cũng khá là nhỏ. Thì mình được may mắn được một cặp. Có con đực nữa, năm nay chắc mình sẽ phối nó. King, anh em chơi King Snack là rất là thích cái đầu của nó. Rất là to. Ở đây mình có con Black and White, con Black King. Size của nó. Đây là một dòng rắn phải gọi là rất là nổi tiếng. Black King là cái dòng rắn mà anh em chơi lâu á sẽ rất là thích, tại vì nó cái màu của nó rất là lạnh lùng. Nó đen thui thui lùi luôn. Cái con rắn này nó khả năng là ăn được con rắn độc các bạn. Chẳng hạn như lục lục kim đuôi đỏ, lục đuôi đỏ nè. Hoặc là rắn hổ mang. Nó ăn được luôn mà nó kháng độc được. Con rắn hổ mang cắn nó không chết. Đó là điều hay. Cái này Việt Nam mình thả ra ngoài đồng chắc xử mấy con nó luôn. Trong chuồng nó rất là háo mồi các bạn. Nó đang ở trong trạng thái háo mồi. Nó ỉa rồi nó sẽ háo mồi. Đó các bạn coi. Nhưng mà khi các bạn bắt nó ra rồi nó sẽ hiền. Nó rất là lanh các bạn. Đây là bảo vệ lãnh thổ. Đó, màu của nó rất là lạnh lùng, đen mung. Con này mình đánh được đánh giá là rất là đẹp, tại vì nó không bị bể. Thường mấy con Black King á, nó sẽ có bị lớn lên, nó sẽ chỗ ra cái màu sô-cô-la. Nhìn nó đen đen nhưng mà nhìn kỹ vô nó sẽ ra cái màu sô-cô-la. Bé này may mắn là được giữ lại được cái màu đen. Cái đầu của nó rất là dữ các bạn. Này để chắc test thử rồi cầm nó coi sao. Anh cứ cầm. Anh sẽ dẫn chuồng. Con này hiện tại Việt Nam mình cũng nhập về cũng nhiều. Rất là hiền. Không có độc như các bạn, nó ăn được rắn độc nhưng mà nó không có độc. Con hổ mang nó cũng ăn rắn, dòng rắn ăn rắn mà, nhưng mà nó có độc. Còn con này thì nó vẫn ăn rắn nhưng mà nó không có độc. Thấy cảm giác thế nào? Thấy bỏ qua cái cảm giác là sạch sạch rồi đúng không? Cầm rồi mới thấy là nó thân thiện. Khi mình tìm hiểu kỹ rồi á thì mọi thứ nó đều trở nên đơn giản thôi, không có gì gọi là gây gớm. Còn mình không hiểu về nó thì mình sẽ thấy sợ nó. Thực sự là đa số mà người Việt Nam mình á mà nhìn vô thì cũng nói chung là lúc đầu cũng sợ. Đa số thì trẻ nhỏ thì em nghĩ là không đâu. Lại... Ok, các bạn thì đam mê, một số bạn thì đam mê hỏi mình có bán hay không thì mình thường hỏi là các bạn có được xin phép gia đình chưa? Cho thì mình mới giao lưu được, còn ba mẹ không cho thì mình sẽ không có chia lại cho các bạn chơi. Nên các bạn nhập môn cái này thì mình yêu cầu các bạn nên hỏi ý kiến gia đình. Đây là dòng, đây mình sẽ cho các bạn coi một con rắn Black King. Okay, lúc nãy các bạn đã được chứng kiến một bé Black King size to. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng xem một bé Black King mà size nhỏ hơn. Size Barbie. Barbie mùa năm 2020. Đây các bạn. Đây là đã nuôi được một tháng tuổi tại Việt Nam rồi, nó mới được dễ. Chứ còn lúc trước nó nhỏ hơn, nó khoảng 30 cm, bây giờ nó được 40 cm, lên 10 cm. Đó, rất là cute luôn các bạn. Đó, đây là dòng Black King, Mexico Black King.
À đúng rồi, quên em quên hỏi là cái thường mà xay xay nhỏ thì mình sẽ cho ăn cái gì được anh? chuột bên kia, chuột bao tử, chuột mới À. đẻ, hoặc là chim cút lộn á, mình lấy cái trứng cút lộn mình đặt ra, mình lấy con cút đó mình cho nó ăn. Dạ. Cho nên là cái nguồn thực phẩm của mình rất là dồi dào, cho nên Thường thì thích bên hợp. kia là anh ở bên bên anh là cho ăn đông lạnh hay là cho ăn sống? Và bên kia thì anh hiện tại cho anh đông lạnh, anh không có sống được Dạ. cho nó tiện đó. Thì rắn thì có như đó. Rồi bây giờ thì hiện tại là ở đây mình còn À những có dòng dòng nào chăn nữa, không? quên, nhiều quá mình cũng quên các bạn. Thì dòng này chăn thì mình có chơi chăn bôn, một dòng chăn cũng được nước Mỹ, không phải là dòng chăn xuất xứ từ nước Mỹ nha các bạn, mà được nước Mỹ, các breeder của nước Mỹ người ta nuôi rất là nhiều, lai tạo ra rất nhiều màu. Đây là dòng này là con bôn, Con này bay không? không, con này là con Mosia, con này con laser. Và con nữa là con Này để cho nó cuộn lại rồi em bẻ anh tay coi coi nó sao. Rồi nó nằm gọn trong lòng bàn tay được luôn anh. đúng rồi, nó cuộn lại á, nên người ta gọi nó là bone, Này. bone cuộn tròn lại là những cái banh nó gọi là bone đó, nó cuộn tròn lại. Rất là gọn luôn các bạn. Đây là con normal. Thấy Đây bồn là nó ấm hơn so với rắn siêu không? âm các bạn, này nó vô đây nó nằm luôn. Đây là con Demon Flat. Bôn thì mình có một số màu thôi, một số màu cơ bản dòng thường thôi. Con này nó khá cọc tính nè, con quỷ này với bôn thường là rất là hiền các bạn, con này nó muốn lột á, cho nên nó hơi dữ. Đa số các bé này nó hiền. Dòng bôn này massage này chỉ được có tối đa thôi, là được 1,5 m thôi. Mình cũng chưa thấy con 1,5 m. Đây là bone nó cuộn tròn như chiếc banh, người ta gọi nó là bone là vậy đó bạn. Nhét nó cuộn lại. Con nó thấy con khác bự hơn nó sợ. Nên nó quản. Con nhỏ hơn thì nó táp. Rất là nhiều màu, cái hoa văn của nó là định hình lên một cái gen. Đây là con thuần chủng trong tự nhiên, là những con này mình lai tạo ra. Cái màu sắc nó sặc sỡ vậy. Thường thì con này là mình sẽ cho ăn chuột như thế nào anh? Chuột sống, bên anh sử dụng chuột sống, mà chuột size này là mình đang được mà chuột chuột bạch mắc size rồi, chuột sinh sản khoảng 40 g. Còn nếu như mà nó lên, nếu như mà cỡ massage thì nó sẽ ăn được, mình sẽ phải cho nó ăn như thế nào anh? Thì mắc size thì nó thể nuốt được 3 con chuột bạch một lúc, một lần ăn được 3 con. Size cái này thì anh cho ăn 1 đến 2 con, tùy theo thôi khả năng của nó ăn được thì mình cho nó ăn. Bon thì nó ưa bỏ ăn nữa, tới mùa nó sẽ động dục, nó sẽ bỏ ăn, có thể là 6 tháng thì bình thường tích tụ đủ năng lượng thì nó có thể bỏ ăn luôn. Thì em nghe nói là anh em trên chơi bone thì nghe nói là nó hay dễ bị stress đó, thì thường mà stress là do đâu anh? Chết là do nó sợ mình đó, như con này đang chết nè đó, nó không có thích bày đàn vậy thì nó chết, mình phải cho nó hoài đó, nó táp về là nó chết, nhưng mà nó giữ đang chết đó. Thì nó thủ vậy thôi, nó táp nó chẳng có vấn đề gì, nó không có độc nên mình cũng không có sợ. Nó táp thì chỉ hù mình thôi, nó không có cắn, nó siết thì nó mới sợ. Mà con này siết cũng không xi nhê gì, nó nhỏ quá. Thì anh em nào mà thích chơi dòng chăn nhỏ gọn ở thành phố mình thì chơi dòng chăn này nhỏ gọn là chơi cái này, tại vì con đất á, thì nó bự lắm, 6-7 thước, nó ngầu nhưng mà nó bự. Còn con này thì nhỏ gọn. Các bạn coi. Ok, đó là dòng những gì mình có tại khu vực của mình nuôi, mình sưu tập được như đó thôi. Rồi.
Thì tới đây là mình cũng đã hết đồ để khoe với các bạn rồi. Dạ rồi, rồi nói chung là nãy giờ nói chung là cũng chúng ta cũng đã được tìm hiểu về những cái bet mà anh Hoàng đang sở hữu ở tại cái góc chơi của mình. Thì nó là những cái thông tin mà anh Hoàng chia sẻ từ những cái kinh nghiệm mà mình đã tích cóp được sau những cái khoảng thời gian mà nuôi. Thì nếu như các bạn nào thấy hay và hữu ích thì có thể để lại cho mình một like và một subscribe. Nếu như các bạn còn nhiều những thắc mắc gì thì có thể comment bên dưới cho mình, để mình có thể, nếu như mình biết thì có thể giải đáp cho các bạn, hoặc là mình sẽ nhờ anh Hoàng giải đáp cho các bạn. Thì cảm ơn các bạn đã ủng hộ video này của mình. Thì cảm ơn các bạn, và cũng chúc cho anh Hoàng là tương lai sẽ có được nhiều cái dòng bet hơn nữa để đồng hành cùng với anh em Việt Nam có thể chơi trên những cái khoảng thời gian tiếp theo đối với bet Việt của mình. Thì cảm ơn anh Hoàng đã cùng em trên những cái video. Thì cảm ơn anh Hoàng và tạm biệt các bạn, và hẹn các bạn vào những cái video tiếp theo. Bye bye. Xin tạm biệt các bạn.